sư Thiên Thai dạy chúng ta về trình tự học Phật. Ngài dạy có 6 giới luật, 6 giai đoạn, 6 giai đoạn gọi là luật tích. Giai đoạn thứ nhất dạy chúng ta chỉ biết rằng lý thuyết Phật, rằng cùng tận hư không khắp thảy pháp giới hết thảy y chính trang nghiêm đều là chư Phật Di Lặc. Bốn chữ chư Phật Như Lai đó, đây một cách giảng dạy khác là chân như tự tính. Chân như tự tính gọi là chư Phật Như Lai. Chư nghĩa là nhiều, số lượng rất nhiều. Nói số lượng nhiều là theo sự tướng mạnh. Giảng cho quý vị về tự tính chân như thì đó là theo tính thể mạnh, chứ còn như này là theo sự tướng mạnh. Thể với tướng chúng là một chẳng phải hai. Tính tướng nhất như thì sự chẳng hai. Cho nên tại sự kiến thai cái từ đầu đã điều tra nguyên lý này, lý tức tục. Kinh Hoa Nghiêm có dạy, tình chữ vô tình đồng duyên trùng kiến,